Đây là kết quả của mái tóc xoăn đã nhuộm đỏ. Các bạn nhìn sợi tóc, đây là mái gốc. Cả chỉ cần sấy khô thôi, lọn rất là to. Đây là model ngồi 3 tiếng đồng hồ để làm mái tóc xoăn bật. Em nói đi. Cảm tưởng của em như nào? Sợi tóc rất là mềm. Khác rất rất nhiều. Cảm ơn anh Tiệp Nguyễn ạ. Cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn các bạn theo dõi video.